Mr. Teen Vlog, nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Vẫn có nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đấu Mr. Teen, Mr. Teen đồng hành của bạn trao chọn niềm tin. Ok, nếu bạn nào thấy kênh của Teen hay, clip của Teen hay thì nhớ đăng ký ủng hộ nha. Kênh của Teen chuyên làm về xe máy rất là hay, Teen đảm bảo về điều đó. Hôm nay như lời hứa, như là đã hứa, hôm nay Teen sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái vấn đề công tắc đèn của xe Honda Việt Nam. Tại vì lý do xe Honda Việt Nam bây giờ sản xuất là không có cái công tắc đèn. Khi xe mở ra là đèn nó cháy ha. Là những xe gì? Quen pha. Quen pha là không có tắt đèn ha. Để rồi đó tiếp. Xe ly. SHM. AB. SH lớn. Vision. Xe Black. Xe Future. Còn thiếu một chiếc BCS với lại Winner X. Ok ha. Là những xe này Honda bây giờ sản xuất không có công tắc đèn. Thì không có công tắc đèn, một số bạn comment cho Teen là anh Teen ơi, không có công tắc đèn rất là bất tiện. Điển hình khi các bạn, đây chẳng hạn ví dụ như cái xe ly này đây, khi các bạn khởi động xe lên thì cái đèn nó cháy, các bạn chạy thì cái đèn có thể là chói vô mắt của người ta ha. Tại vì người Việt Nam mình rất là nóng tính, ai mà chạy mà để chói đèn vô mắt người ta rất là nóng tính, người ta ý nói mày đi xe mới hay gì mày bắt đèn mày chiếu vô mắt tao ha, là lại xúc luôn bum gặp đang sỉnh sỉnh bum luôn ha. Người Việt Nam mình rất là nóng tính, nhưng người ta đâu có biết là Honda sản xuất xe là không có công tắc đèn đâu. Ok ha. Rồi tiếp theo đó, đây tắt đèn cho nó đỡ nó tốn mình. Rồi tiếp theo đó, khi không có công tắc đèn thì sao? Những gì ảnh hưởng nữa? Để anh xe tắt hát ngon, mở lên là nó cháy đèn lên. Các bạn lo ngại cái vấn đề là công tắc đèn nó cháy suốt vậy rồi có ảnh hưởng tới cái mình hay không? Rồi cái tuổi thọ của cái bóng đèn nó có bị giảm tuổi thọ hay không? Rồi tôi giải thích một lần nữa nha. Khi Honda Việt Nam sản xuất cái xe không có công tắc đèn thì kỹ sư của người Honda, người ta đã thiết kế cái bình như thế nào để cho đảm bảo việc cháy đèn suốt vẫn không bị hao bình ha. Thì lúc đó cái bình nó sẽ sạc liên tục rồi nó sẽ không bị hao bình. Ok nha. Và tuổi thọ cái đèn á thì nó sẽ cũng không gọi là bị mất tuổi thọ quá nhiều ha. Nhưng nó có thể dẫn mất tuổi thọ đó, nhưng không bị mất tuổi thọ quá nhiều thôi. Ok nha. Honda Việt Nam cũng tính toán hết rồi ha, mới sản xuất xe không có công tắc đèn. Nhưng khi đưa vào thị trường thì rất là nhiều anh em phản ánh cái bình nó cũng không quan trọng lắm, cái đèn cũng tuổi thọ cũng không quan trọng lắm, hư có thể thay, ok hết có thể thay, nhưng chạy ban ngày như thế này mà nó chiếu đèn kiểu này vô mắt người ta thì rất là khó. Các bạn hình dung không, chiếu đèn vô mắt như vậy dễ bị bung lắm. Ok ha. Vì vậy Teen đã cố gắng hợp tất cả anh em kỹ thuật lại để tạo ra một cái công tắc đèn mang thương hiệu Mr. Teen dành cho tất cả các dòng xe ở đây nha. Teen biết trên thị trường có bán rất nhiều loại công tắc đèn để sự tắt cái này, nhưng về chất lượng, về bảo hành, về ảnh hưởng tới chiếc xe sẽ như thế nào. Thí dụ các bạn mua ở trên thị trường mà cái bình của Honda người Nhật á, người ta đã chế tạo ra là để nuôi cái đèn suốt luôn, mà giờ bạn gắn cái công tắc đèn lên thì cái bình nó sẽ bị thay đổi cái hoạt động của nó, thì dễ dẫn đến phù bình và hư bình. Ok ha. Nhưng các bạn gắn công tắc đèn ở ngoài vô rồi nó phù bình hư bình, bạn mua xe mới thì cái bình của bạn được bảo hành 12 tháng, mà phù bình hư bình do công tắc đèn bạn gắn bên ngoài thì Honda sẽ không bảo hành cho bạn cái bình. Vì vậy mà các bạn gắn công tắc đèn bên ngoài vẫn được, nhưng bên cái gắn cho bạn á, người ta phải đảm bảo một điều, thứ nhất là bảo hành cái công tắc đèn cho bạn, cái thứ hai phải bảo hành luôn cái bình cho bạn, lỡ gì cái công tắc đèn này mà hư cái bình thì người ta phải đền cho bạn cái bình, chứ Honda chắc chắn không bảo hành. Ok. Còn chỗ Mr. Teen gắn thiết kế chế tạo ra cái này thì thiết kế của chỗ Teen nó có gắn một cái gọi là, nói chung một cái kỹ thuật riêng ở trong đó để làm cho cái bình không bị phù, không bị ức cái nguồn điện trong cái bình. Ok ha, không bị ứ cái nguồn điện trong cái bình
ha. Và team khi mà đưa ra thị trường và team bán cho các bạn ha, thì cái công tắc đèn này là team bảo hành cho các bạn là 2 năm, cái bình team bảo hành cho các bạn 12 tháng theo đúng của quy định Honda về cái bình. Nếu các bạn sử dụng công tắc đèn này mà làm cho hư cái bình các bạn, phù cái bình của bạn ha, đem lại đây tin đền cho các bạn cái bình mới trong vòng 12 tháng đúng quy định của Honda. Ok ha. Giờ mình thử coi nó hoạt động như thế nào. Đầu tiên là ít hóc mo. Khi mà ít hóc mo khởi động lên là cái đèn nó cháy đúng không? Lại đây ra không? Đây, đèn cháy nè. Ok ha. Đèn xa đèn gần. Ok nha. Thì ở đây công tắc đèn rất là dễ, các bạn ấn nút này cái giữ trong vòng 4 giây. 1 2 3 4 sẽ tắt. Ok, tắt rồi nè. Ok ha. Nó chỉ còn đèn dưới đây thôi ha, ở trên đây là tắt rồi. Ok. Rồi ban đêm thì sao? Các bạn muốn khởi động lên lại thì các bạn đè vô đây. Giữ lại 4 giây. 1 2 3 4. Đấy. Ok ha. Rồi. Nó thêm một đặc tính nữa là bắt xin vô đây. Nó vừa trái công tắc đèn mà nó vừa bắt xin luôn. Ở đây là đây mà không? Ấn vô đây nè, các bạn cũng ấn vô cái nút này nữa. Nè, bắt xin nè. Đó. Thêm cái chức năng là xin đường dành cho SHMO. SHMO nguyên bản không có chức năng xin đường nha. Giờ có thêm chức năng xin đường. Ok ha. Và các bạn sẽ nói là ở trên thị trường nó bán cái này đầy luôn. Đầy, đúng, nó bán cái này đầy luôn. Team cũng sử dụng công nghệ của các công tắc đèn ở bán trên thị trường thôi. Nhưng riêng chỗ team, đội ngũ kỹ thuật viên chỗ team đã gắn thêm một cái bộ phận nhỏ trong đây, team không thể nào nói ra được. Để làm gì? Để giúp cho cái bình nó không bị phù. Quan trọng là cái chỗ cái bình không bị phù. Tại lý do người Nhật đã thiết kế cái bình đó là nuôi cái đèn sốt mà. Giờ cái luồng điện nó, thí dụ tiên nó 10 đi, nuôi đèn sốt mà giờ các bạn gắn công tắc đèn vô thì cái đèn không tiêu hao, thì cái 10 đó nó ứ trong cái bình thì nó không được xả ra. Nói chung là như là đàn ông vậy, ứ lâu quá không xả ra được, hay bị cọc tính lắm, hay bị dễ quýnh người ta lắm, hiểu không? Nên cái bình cũng vậy, thì nó sẽ làm cho phù cái bình. Riêng chỗ tiên, tiên có gắn một cái đồ xả bình nha. Ok ha. Rồi đây là ớt mo. Rồi qua đây tiếp theo đó là ly. Tiên cũng thao tác cho các bạn coi. Ly thì cũng y chang vậy nha, cái nút cũng y chang vậy. Trái đèn ha. Ấn vô 1, 2, 3, 4. Tắt đèn. Ok ha. Muốn khởi động lên 1, 2, 3, 4. Khởi động lên. Bắt xin. Ok ha. Rồi tiếp theo là AB. Tiên sẽ quay xe ra trước cho các bạn coi ha. Đây, rõ ràng công tắc đèn ha. Nè, 1, 2, 3, 4, tắt, rõ ràng ha. Mở lên, 1, 2, 3, 4, mở lên. Nhắm máy, ok ha. Đó, nguyên mẫu Honda là không có nha. Rồi, tới đất ha. Đây, rõ ràng cái đèn nha. 1, 2, 3, 4, tắt. 1, 2, 3, 4, mở. Xin đường. Ok ha. Vi sạch. Đây. Hồi nãy là tin chỉnh cho nó tắt sẵn rồi nè. Ủa quên, vi sạch phải khởi động. Quên lên. Vi sạch phải khởi động lên. Tại đèn halogen mà. Nè. Khi xe vi sạch khởi động lên ở điện trái vậy. Tắt. 1, 2, 3, 4. Tắt. Khởi động 1, 2, 3, 4, trái lại, nhả máy. Ok ha. Rồi, đó là xe ga. Đó là xe ga. Các bạn hỏi, vậy xe số thì sao? Đây, ở đây thì tin lắp điển hình là xe RSX với là xe Wenfan thôi nha. Xe Future, xe Winner X, xe Black đều sử dụng y chang vậy luôn nha. Đầu tiên là xe Wenfan. Để máy ra là công tắc đèn trái xuống ha. 1, 2, 3, 4, tắt. Mở lên, 1, 2, 3, 4. Mở chưa? Rồi. Rồi nè, mở rồi nè. Rồi, xin đường. Xin đường nha, ban đêm xin đường nè. Đó. Ok ha, thêm chức năng bắt xin vô quay alpha. Quay alpha mà có chức năng xin đường là đầu tiên mới có ha. Rồi, RSX cũng vậy luôn nha. Rồi, nó đèn xuống ha. 1, 2, 3, 4. Mở ra lại. 1, 2, 3, 4. À, xin đường. Ok ha. Hả? Trời ơi. Chắc chắn một điều.
để rất nhiều bạn comment là cái này bán đầy trên thị trường, chứ nó lại đâu lần nữa. Anh ơi, anh ra sao người ta lâu lắm rồi, người ta bán cái này đầy trên thị trường. Ok, đúng là người ta bán đầy trên thị trường, nhưng có rất nhiều anh em comment cho tin em sử dụng công tắc đèn nó bị phù bình anh ơi, vô hết không bảo hành. Có nha, có rồi, ảnh hưởng tới bóng đèn, ảnh hưởng này nọ kia nhiều lắm. Vì vậy tôi mới sáng chế ra cái này, vẫn sử dụng công nghệ của mấy cái công tắc đèn trên mạng, nhưng mà thêm một cái là gắn riêng vô cái bình, cái đó là không thể tiết lộ được, ăn nhau là chỗ đó. Ok nha. Rồi anh, đó là giải pháp cho tất cả anh em nha, áp dụng tất cả các dòng xe Honda Việt Nam luôn. Rồi nếu anh em nào có nhu cầu lấy công tắc đèn này, thứ nhất đến Honda Đông Phương Châu Thành hoặc Honda Đông Phương Tân Trụ, team sẽ gắn công tắc đèn cho anh em và team bảo hành cho anh em 2 năm đối với cái công tắc đèn này, 1 năm đối với cái bình, có giấy chứng nhận bảo hành đàng hoàng. Ok nha, Mr. Team đàng hoàng. Rồi còn nếu anh em muốn ship trên mạng, anh em không ở xa quá muốn ship chỗ team tới, ok, team sẽ ship tới tận nhà cho anh em miễn phí tiền ship. Rồi đem nhớ tận nhà thì anh em nói là làm sao em biết gắn vô được, anh ship giờ là sao làm em biết gắn vô, thì team sẽ nhờ anh kỹ thuật trưởng hoặc là phong bán hàng mỗi lần ship cho các bạn miễn phí tiền ship nha, dù ở đâu cũng miễn phí. Điện Zalo hoặc là video, quay video cách lắp gửi lên cho các bạn để các bạn tự lắp xe ở nhà. Tôi nói cái này nó lắp nó dễ đến mức độ là nếu là nữ á nha, mà có đủ đồ nghề trong tay có thể tự lắp cho mình cái này luôn, chứ không cần gọi là nam nha. Ok nha, cái đó rất là tiện luôn nha các bạn, thật sự rất là tiện. Rồi thêm một cái chỗ nữa, sẽ có một số bạn đặt câu hỏi, ủa vậy anh ship về cho em lắp vô như vậy, rồi lỡ em bị hư một cái linh kiện gì liên quan tới công tắc đèn của anh ngoài cái bình ra, mà dính tới dây điện hoặc là giấy gì đó mà liên quan tới công tắc đèn của em, cái em chạy ra cái head nó dựa vào cái chế công tắc đèn rồi nó từ chối bảo hành em rồi sao, ai chịu trách nhiệm cái đó? Thì nếu các bạn bị như vậy ha, các bạn đem tới Honda Đông Phương là gặp tiên à, ai từ chối tiên sẽ bảo hành cái đó cho các bạn. Hư cái gì mà điều tra nguyên nhân ra là lý do là tại công tắc đèn gắn thêm mà làm bị hư xe, tiên sẽ đền cho bạn cái phụ kiện đó, một đổi một trong vòng 3 năm hoặc 30.000 cây số theo quy định của Honda Việt Nam. Mr. Tiên nói là làm luôn luôn là vậy nha. Cần tư vấn thêm các bạn điện thoại số điện thoại này, hoặc các bạn để lại số điện thoại và địa chỉ ha, số điện thoại địa chỉ và loại xe bạn đang đi, số điện thoại địa chỉ và loại xe bạn đang đi comment ở bên dưới, tiên sẽ cho nhân viên liên hệ tư vấn các bạn. Ok nha, ship là miễn phí tiền ship, còn giá ok, quan trọng là giá. Muốn biết giá comment ở bên dưới hoặc điện thoại số điện thoại này, Phong nó sẽ tư vấn các bạn về giá. Ok nha, đó là lời hứa của tiên dành cho các bạn, rất là tiện lợi, và tiên lấy uy tín của tiên ra để đảm bảo toàn bộ những công tắc đèn này an toàn cho cái bình xe của bạn. Ok nha, dẫn cho nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Team, Mr. Team đồng hành của bạn sơ soạn thông tin. Bye bye, hẹn ở lít thế nào.